Đức Thanh xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ý Phái Đẹp, Lời Phái Mạnh. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina AC Group. Và khi đến với chương trình thì các cặp đôi sẽ đến đây để chia sẻ những điều thầm kín, họ có thể tìm hiểu kỹ hơn về nhau để có thể yêu nhau nhiều hơn, và họ đến đây để chinh phục giải thưởng trị giá 15 triệu đồng. Thưa quý vị, Thành xin được giới thiệu cặp đôi đầu tiên tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Họ là hai vũ công rất là xuất sắc. Nhân vật nam vào được top 100 là vòng bán kết, và nhân vật nữ đã lọt vào top 20 của cuộc thi thử thách cùng bước nhảy năm nay. Và chúng tôi xin được giới thiệu hai bạn Văn Quý và Hồng Vân. Và cặp đôi thứ hai cũng là hai bạn rất trẻ trung, xinh đẹp và duyên dáng, đó là Quang Huy và Minh Châu. Ta làm quen với họ nha. Xin mời các bạn. Lời đầu tiên cho mình xin chào anh Trân Thành và các quý vị khán giả. Mình tên là Quý. Mình năm nay là 25 tuổi. Sở thích của mình là shopping, đi chơi và du lịch, mà lúc nào cũng có Hồng Vân đi cạnh. Xin chào các bạn, anh Trân Thành và cặp đôi chơi cùng. Mình tên là Triệu Hồng Vân. Sở thích của mình là, tất nhiên là nhảy thì sẽ là đầu tiên, và thứ hai là shopping vì mình rất là nghiện quần áo. Hiện tại thì mình đang là vũ công tại nhóm UDG của Dance Center. Cảm ơn các bạn. Các bạn trong cái trường hợp nào mà quen nhau rồi yêu nhau vậy? Thật ra thì là em cưa Quý. Tại Quý hiền lắm nên Quý không có dám nói chuyện với em. Cái chuyện tình của tụi em có nhiều điều thú vị lắm. Hy vọng là một lát mình sẽ khai thác thiệt là nhiều. Cảm ơn tụi em. Xin mời cặp số 2 ạ. Em xin chào chương trình. Em chào anh Trấn Thành. Em tên là Minh Châu, năm nay 22 tuổi. Hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Đây là phát mạnh của em. Quen nhau 2 năm rồi, nhưng mà bình thường thì anh rất là khô khan và ít nói. Cho nên em muốn nhân qua chương trình này để cho anh thể hiện lãng mạn với em một chút xíu. Mời bạn. Dạ vâng, xin chào chương trình, chào anh Trấn Thành, đôi bạn cùng chơi. Em tên là Quang Duy, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh. Hôm nay em đến đây thì có hai cái mục tiêu. Thì cái mục tiêu thứ nhất là hy vọng sẽ khai thác được những cái gì mà em với Châu chưa hiểu thông qua chương trình này. Và cái mục tiêu thứ hai là hy vọng sau khi rời khỏi đây rồi về nhà thì em với Châu có thể bình tĩnh mà không xảy ra chiến tranh. Cảm ơn bạn. Hy vọng được như bạn nói. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Em cũng nhảy, Châu cũng nhảy, thì tụi em đi nhảy ở trường thôi. Thì em là sinh viên ra trường rồi, thì hôm đó trong cái lần về đó thì em gặp Châu là một nhóm mới đang nhảy ở trên đó. Đang nhảy trên sân khấu, em ngồi với em xem thì em mới thấy cô bé này dễ thương, biết nhảy, nhảy cũng đẹp nữa. Cho nên em liên hệ mời vào nhóm nhảy rồi có cơ hội rồi quen. Ngộ ha. Đấy, cái ông mà nhảy chung rồi cái tự nhiên thấy người ta đẹp cái là vớt ra hết á, nó lạ luôn. Rồi cảm ơn các bạn. Hy vọng là ngày hôm nay với cái sự đồng cảm đều là những vũ công như nhau, chúng ta sẽ có một cuộc chơi thực sự nảy lửa. Và vòng 1 sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Thưa quý vị, vòng đầu tiên với tên gọi Chân Dung. Quý vị và các bạn thân mến, ở vòng đầu tiên chúng ta sẽ có 5 câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi đội. Các bạn dơ bảng để giành quyền trả lời. Và sẽ có 2 tấm bảng. Đúng thì các bạn dơ có, còn nếu mà không có thì mình dơ không. Và cùng dơ một lúc để xem là có trùng khớp hay không. Một câu trùng khớp được 5 điểm, tối đa vòng này là 25 điểm. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần chơi của Hồng Vân và Văn Quý. Xin mời. Trong mối tình này, Vân là người đã chủ động trước đúng không nè? Dạ. Vân cũng ngỏ lời đúng không nè? Dạ. Như vậy thì câu hỏi của chúng tôi là, nếu như Hồng Vân không mở lời thì chưa chắc đã có mối tình này đúng hay không? Trùng khớp. Ủa là bạn là người ta mà không nói là bạn cũng không nói luôn á hả Quý? Dạ. Với lại Vân đẹp quá. Xinh, đối với em là Vân nhìn xinh quá nên em nghĩ là chắc em không quen được. Nên em cũng không dám. Sao cái gì mà không có tự tin gì hết trơn. Câu hỏi số 2. Có bao giờ các bạn chấp nhận
một mối quan hệ mở hay chưa? Có nghĩa là mối quan hệ này là cả hai người vẫn quen nhau, nhưng mà mình được tự do, không ai quản lý, ai kiểm soát ai hết, thậm chí có thể tự tìm hiểu một người khác. Trùng khớp. Ủa cái lúc đó làm sao ta kể tôi nghe chơi, tôi thấy bắt đầu thú vị rồi đó nha. Lúc mà mới quen á, xong rồi cũng vì cái người cũ ấy, xong tụi em cũng sức mẻ. Tại vì em rất là tức, tức tại vì trước đó trời ơi dám qua mặt mình, quen tôi mà còn xong cái em nói bây giờ ok, nếu quen thì quen, nhưng mà nếu như mà em thích người khác thì em có quyền quen người khác. Xong em với anh là bạn bình thường, là coi như không có, anh không có được quyền ghen hay bất cứ cái gì. Cái ông sợ. Dạ cũng sợ, nhưng mà cái xong tới lúc em, đúng là lúc đó em có thích một người khác thiệt. Trời ơi, được rồi, đã quá. Đúng là công bằng em ơi, công bằng, được. Dạ, phải trả thù lại nha anh. Xong cái giống như em cũng có thích anh đó, nhưng mà em không biết sao em... Không thích bằng anh này. Dạ. Cảm ơn các bạn. Một câu chuyện rất là phức tạp ha. Câu hỏi số 3, phức tạp không kém. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, các bạn phát hiện ra mình không thể có con với nhau, các bạn có chịu kết hôn hay không? 5, 4, 3, 2, 1. Trùng khớp. Hay ha. Còn tại sao Vân lại không chịu nè? Dạ, tại vì em rất là thích con nít mà là bé gái. Em nghĩ nếu mà có thì em sẽ điệu cho nó giống như em vậy nè, xong rồi cho đi học nhảy, học này nọ. Tóm lại là em đã có rất là nhiều ý định để cho con, mà tự nhiên bây giờ lại không có thì chắc chắn nó sẽ... Hai bạn đều yêu thương con nít ha. Dạ. Đáng yêu quá. Câu số 4. Nếu có một cơ hội mà Hồng Vân phát triển dữ dội, Văn Quý, bạn nghĩ là sẽ chấp nhận ở nhà bếp núc lo cho con để cho vợ đi ra ngoài kiếm tiền về hay không? Trùng khớp. Còn Vân, tại sao là Vân biết là Quý không chịu? Trời ơi, em ở nhà không, cũng không làm gì. Anh đi tập, đi đồ gì, đi diễn gì, cái gì cũng nói, nên em chắc chắn không. Dễ thương quá. Câu cuối cùng nha, giả sử thôi là mình vô tình mình có con trước khi cưới, có nên là vì điều đó mà đám cưới luôn hay không? Hay các bạn cũng sẽ thoải mái không cần cưới và để từ từ giải quyết? 1, 2, 3, 4, 5. Ngạc nhiên chưa? Trùng khớp. Mình giải thích điều này như thế nào đây? Nếu mà lỡ có con trước khi cưới á, thì Quý sẽ cưới liền luôn. Đúng rồi. Ý là cho người ta một cái danh phận đàng hoàng chứ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Và Thành cũng xin được chúc mừng các bạn một lần nữa, bởi vì các bạn đúng hết 5 câu, được 25 điểm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ cặp đôi thứ hai xin mời Duy và Châu. Chào các bạn. Các bạn có chơi Facebook không? Dạ có. Dạ có. Các bạn có biết cái mục mà người ta được gọi là in relationship không? Dạ có. Cái mục mà coi như là có quan hệ với ai á. Dạ. Thì các bạn nghĩ là khi yêu nhau có nên bắt buộc phải công khai là mình đã có một cái quan hệ với một người nào đó rồi, để cho người khác khỏi theo đuổi nữa hay không? Trùng khớp. Mà cái này là tình nguyện hay là luật lệ mà mình đưa ra? À không, anh mới vừa quen ngày đầu tiên, ngày sau bắt là đem lên liền. À là bị bắt thế hả? Dạ. Nếu tình yêu mà không đúng như mình mong đợi ha, thì các bạn có nghĩ rằng là mình nên cứ để tới đâu hay tới đó, hơn là mình phải đi tích cực tìm ra một nửa còn lại hay không? Không trùng khớp.
Tại sao Duy lại muốn đi tìm liền một nửa còn lại? Dạ, tại vì nếu mà tình yêu mà nó không tích cực á, thì theo em nghĩ là mình cố gắng cỡ nào đi nữa thì nó cũng sẽ chạy theo một chiều hướng không tốt. Vô tình không giống nhau thôi. Câu số 3. Trước khi đám cưới, người lớn đi xem nói là tuổi hai bạn không hợp, lấy nhau về nghèo lắm. Có suy nghĩ lại về chuyện kết hôn hay không? Trùng khớp. Tại vì bên kia không có tin. Và cái trường hợp này cũng đã từng xảy ra rồi. À. Dạ. Nếu như một trong hai bạn mắc một căn bệnh khá nặng, phải đi điều trị ở ngoại quốc khoảng 5 năm, có nên chờ người đó hay không? Trùng khớp. Thế tại sao lại phải đợi? Lỡ nó có chuyện gì hỏng hay xảy ra rồi thì sao? Lúc lỡ thì tính anh chứ. Tao đã tính anh. Chứ mà chưa lỡ thì mình cứ động viên mỗi ngày thôi. Dạ, dạ, dạ. Thôi để mai tính nha. Dạ, dạ. Hay, hay, hay. Câu cuối cùng. Các bạn nghĩ là khi yêu nhau, có nên thay đổi bản chất của mình vì nhau để cho đỡ cãi lộn không? Trùng khớp. Con Châu thì sao? Em thì thay đổi nhiều lắm anh. Tính tình thì phải bớt nóng hơn, rồi bớt trẻ con hơn, rồi phải để ý trước sau hơn. Đúng rồi, bớt mê tính dị đoan hơn. Dạ. Cảm ơn hai bạn, và hai bạn đúng 4 câu được 20 điểm. Vâng thưa quý vị, và vòng 1 khép lại ở đây. Chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 2 ngay bây giờ. Đó là vòng thi Đồng Lòng. Vòng thi thứ hai sẽ có 3 câu hỏi cho mỗi đội. Ở vòng này á, thì Thành sẽ mời mấy bạn nam ra ngoài trước, các bạn nữ ở lại trả lời. Sau đó mời mấy bạn nam trở lại cũng trả lời như vậy luôn để xem là có trùng khớp hay không. Một câu trùng khớp được 5 điểm. Và trong trường hợp mà các bạn nữ mà thấy câu nào mà chắc chắn là bạn trai mình trả lời giống như mình á, thì đặt cược với Thành. Đúng được cộng thêm 5 điểm. Nhưng mà sai thì cũng bị trừ đi 5 điểm đó nha. Và bây giờ xin mời hai bạn nam tạm thời lui vào trong. Xin mời. Câu đầu tiên, xin cho tôi hỏi các bạn. Như vậy thì cho Thành biết là bạn trai của các bạn có đáp ứng được cái mẫu hình của mình hay không? Và nếu như không, đang trong cái lúc gây lộn với bạn trai của mình, mà cái mẫu hình lý tưởng của mình xuất hiện và cũng ngỏ lời với mình, lúc đó tính sao? Dạ, nếu đúng ra thì Quý đúng là vì Quý hiền. Em rất là thích con trai hiền, với con trai tám múi. Tám múi Quý cũng có rồi. Dạ. Có một cái là không cao thôi đó. Trong lúc em đang gây lộn dữ dội với Quý mà người đó ngỏ lời với em, em có suy nghĩ lại về mối quan hệ này không? Em nghĩ là em có suy nghĩ, nhưng mà em đi chơi thôi hay gì đó, chứ em sẽ không quen. Dạ. Rất cá tính. Rồi bạn Châu. Thật ra thì anh Duy là khá là đúng với lại tiêu chuẩn của em. Là gì? Chỉ thiếu có một chút xíu thôi. Là gì, là gì? Ảnh rất là khô khan. Cho nên đôi khi em ước là anh Duy có thể nói chuyện ngọt ngào với em hơn một chút xíu. Rồi bây giờ đang gây lộn dữ dội nha. Tự nhiên là mối quan hệ đang rạn nứt nhiều rồi đó. Có một ông kia đúng y chang mẫu hình lý tưởng mình, bỏ lời mình. Có suy nghĩ không? Em sẽ hơi rung động một chút xíu thôi. Nhưng mà em sẽ vẫn chọn anh Duy là lựa chọn cuối cùng. Câu hỏi số 2. Bạn trai bạn vừa làm cho bạn một cái điều lãng mạn ha. Tự nhiên mình đang vui sướng hạnh phúc vậy đó, lên Facebook hay lên mail nó lục lại, trời đất ơi, hồi xưa ông làm cái điều này y chang với bạn ngay cũ. Lúc đó xử lý như sao em? Mời Hồng Vân. Em hay lôi mấy chuyện cũ ra em kiếm chuyện chọc cho Quý xin lỗi em chơi vậy đó. Đúng không? Bạn Châu làm sao? Đối với cá tính của em là em sẽ kiếm chuyện tới bến luôn á. Dạ. Là em sẽ cứ hỏi xoáy tới cha cú cho đến khi nào mà đến ngọn đến ngành thì thôi. Rồi, cường không? Dạ cường. Hay quá em ơi. Đã tuyệt quá, anh thích em rồi đó. Trong lúc mình yêu nhau, vô tình bạn phát hiện một cái mối quan hệ của bạn trai mình nó thân thiết một tí hơn so với tình bạn với một cái cô khác phái khác.
Nhưng mà sau đó anh ta rất là ăn năn hối cải và nhận lỗi về mình. Các bạn có nghĩ bao dung là một giải pháp đúng hay không? Em nghĩ em sẽ tha thứ. Nó dễ hả? Tại em cũng bị vậy mà. Thì em cũng hay để ý người khác nè. Thì quý cũng bỏ qua rồi thôi. Thì giờ em cũng bỏ qua lại. Rồi có duyên ha. Để mai nói quý điều này. Rồi bây giờ trong ba câu đặt cược câu nào nè? Đặt cược câu vòng. Ừ, đúng mày. Đã bằng em. Mời bạn Châu. Em sẽ không có bao dung. Sao vậy em? Tại vì cái tính của em nó trong tình yêu nó chiếm hữu lắm, rất là độc đoán. Cược không? Dạ cược. Mời em. Rất thích hai cô gái này, cực kỳ cá tính và cực kỳ mạnh mẽ. Mời các bạn vào ô cửa. Và bây giờ xin mời hai chàng trai. Câu hỏi số 1. Trước khi quen các bạn, chắc chắn là bạn gái mình sẽ có một cái mẫu hình đàn ông lý tưởng cho mình, đúng không? Đố các bạn là các bạn đủ tiêu chuẩn chưa? Rồi nếu mà chưa đủ tiêu chuẩn thì lỡ mà răng gây lộn kịch liệt, mà có một cái ông đầy đủ tiêu chuẩn lý tưởng như vậy đến ngỏ lời làm quen với bạn gái, đố các bạn ấy sẽ xử lý như thế nào? Mời bạn Quý. Đối với Vân thì Quý có thể đủ tiêu chuẩn, tại vì Vân thích nam có 6 múi cơ bắp nhiều. Thì đối với Vân chắc Vân chỉ thích người cỡ cỡ như Quý. Rồi sau đó có một cái ông đó đầy đủ tiêu chuẩn, ngon lành hơn bạn nha, mà ngay lúc gây lộn nha. Cua Vân, bạn nghĩ Vân sẽ giải quyết như thế nào? Em nghĩ là Vân không thích bạn đó nhiều hơn em. Tự tin quá nha. Nhưng vô tình chính xác, trùng khớp, chúc mừng bạn. Cái tiêu chuẩn của Vân là đàn ông á là phải cao, đụng cái lon đó thì mới đúng. Rồi còn bạn Duy, bạn nghĩ sao? Châu cũng có nói với em là cái tiêu chuẩn của Châu là giống như anh vậy á, giống như anh Tráng Thành này á, là bề ngoài vừa đủ đẹp trai vậy, vui tính. Còn em thì chưa vui tính lắm. Không, anh thấy em vui mà. Anh dạ, vui. Dạ em đâu vui đâu. Nhưng mà bây giờ thế này nè, có một cái người ngon lành hơn em ha. Dạ. Rồi đang cái lúc mà gây lộn nảy lửa đó, tự nhiên cái dành tình cảm cho bạn Châu, nghĩ bạn Châu sẽ như thế nào? Dạ em nghĩ là Châu sẽ giao tiếp với bạn bè thôi, chứ không cho cơ hội tìm hiểu. Chắc không? Dạ. Chắc chưa? Dạ. Thì đúng rồi, chúc mừng em. Câu kế tiếp nè. Bạn vừa làm cho cổ một cái điều đó lãng mạn dễ sợ lắm kìa. Trời ơi, cổ lên Facebook, cổ lên trên mail, cổ lục lại, vô tình phát hiện cái điều đó bạn làm cho cái bạn gái trước. Bạn nghĩ là cô ấy sẽ xử bạn như thế nào? Anh Vân chắc cũng giận, nhưng mà sẽ có thể là từ từ cho qua. Cũng có thể nói là trùng khớp. Chúc mừng các bạn. Tặng bạn thêm 5 điểm nữa, câu này có đặt được. Rồi bạn Duy, bạn thấy sao ạ? Đầu tiên là sẽ tìm cách để mà khơi cái chuyện đó, sau đó làm ầm lên. Làm ầm lên phải không? Rồi lèm bèm lên luôn. Lèm bèm luôn. Chắc thuốc từng ạ. Nhà tha thứ. Tha thứ hả? Em ghê ha. Đúng hết những cái đoạn đầu, hơi cái đoạn cuối không vô nha. Nhưng mà trùng khớp, chúc mừng em. Đó là câu có đặt cược tặng bằng thêm 5 điểm. Câu số 3. Bây giờ trong lúc hai bạn đang quen nhau, vô tình bạn ấy phát hiện ra bạn lén phén với một cái cô nào đó. Sau khi bị phát hiện xong, bạn rất là ăn năn, bỏ cô kia liền, xin lỗi, năn nỉ. Đố các bạn là hai cái cô này có tha thứ hay không? Mời Quý. Dạ em nghĩ có. Sao vậy? Tại vì trường hợp này em cũng trải qua rồi. Nghĩ rồi nha. Dạ. Làm sao? Là lúc em quen bạn gái cũ, xong em chia tay bạn gái cũ, xong em quen Vân. Xong một thời gian thì em quay lại với bạn gái cũ. Gì vậy trời, sao cái ông này ông nóng hiền, sao ông lạ luôn, có nhiều cái gì không ai ngờ ấy. Em quay lại bạn gái cũ, nhưng mà một bạn gái cũ lại tiếp tục chia tay với Quý nữa, thì Vân lại một lần nữa, Vân... Tha thứ cho em. Dạ. Trùng khớp, chúc mừng em. Yeah. Thêm một điểm cộng nữa, 5 điểm nha. Duy. Châu sẽ làm ầm lên.
Dạ cũng lèm bèm như vậy luôn. Nhưng mà khi em năn nỉ thì Châu sẽ tha thứ. À em cũng muốn thay đổi câu trả lời của mình không? Dạ không. Không phải không? Dạ. Vậy là em tự tin ha. Dạ. Và em đã sai. Chia buồn. Em mất 5 điểm. Châu là người rất là sở hữu trong tình yêu. Châu sẽ không tha thứ cho chuyện lăng nhăng. Nhớ cho kỹ. Làm cho đúng. Sau vòng thi này, đội của Quý và Hồng Vân 50 điểm. Đội của Duy và Châu 30 điểm. Tình huống hoàn toàn có thể thay đổi ở vòng 3. Các bạn cố lên. Đây là vòng thi tính cách. Quý vị và các bạn thân mến, ở vòng thi cuối cùng thì chúng ta sẽ có một câu hỏi duy nhất. 25 điểm cho câu đó. Đúng, các bạn được 25 điểm. Sai, các bạn sẽ không có điểm. Các bạn được quyền đặt cược số điểm với tôi để các bạn có thể nâng điểm mình cao hơn. Và các bạn được đặt số điểm là thấp hơn hoặc là bằng với số điểm mà mình đang có từ hai vòng trước. Đúng, các bạn sẽ được đúng cái số điểm mình đặt cược. Nhưng sai cũng sẽ bị trừ đúng cái số điểm đó. Các bạn hãy xem là mình giống với lại cái chuyện tình nào nhất. Dạ. Ta cùng xem phim nha. Bây giờ mời Châu đeo headphone vào ạ. Mở nhạc. Giống cặp nào? Dạ số 3. Số 3. Vì sao? Giải thích cho tôi một tí đi ạ. Châu nít hơn em rất là nhiều. Thì Châu thường mắc rất là nhiều lỗi trong cuộc sống, cũng như đối với gia đình hay bạn bè. Thì em luôn là người hỗ trợ Châu á, để Châu tiếp bước điều đó hơn. Hoàn thiện hơn. Cho nên em nghĩ Châu sẽ suy nghĩ em là người chỗ dựa vững chắc. Cảm ơn bạn. Muốn điếc tai luôn hen. Yeah. Em cứ đứng yên đó thôi. Trong bốn cặp đôi em thấy là chuyện tình mình giống cặp nào nhất? Thật ra thì em thấy cũng hơi giống cặp thứ hai với cặp thứ ba. Em hơi phân vân. Chắc là em sẽ chọn cặp thứ hai. Vì sao? Tại vì từ trước đến bây giờ thì em với anh Duy cũng trải qua rất là nhiều chuyện. Thì lúc nào cũng chỉ vì là hai đứa yêu nhau cho nên vượt qua hết. Nói sao ta, hơi đáng tiếc, không trùng khớp. Gặp Duy hỏi thử. Thực ra là Duy nói là cặp số 3 em à. Là Duy là một cái chỗ dựa vững chắc cho em. Mặc dù là em có những cái lỗi lầm gì trước đó, Duy bỏ qua hết. Và luôn luôn mong muốn em tốt hơn. Cảm ơn em. Và xin mời cặp đôi thứ hai. Quý và Vân, xin mời. Chúng ta sẽ theo dõi đoạn phim sau đây. Nếu là Vân thì Vân sẽ xử lý tình huống đó như thế nào? Xem.
là quá tôi mà trong tôi cưa liền. Vâng ơi, đeo headphone vào em ơi. Chắc Vân sẽ nói là Vân cũng thích cái bạn đó lắm, nhưng mà Vân đã có bạn trai rồi. Vân sẽ nói thẳng là mình có bạn trai rồi. Dạ. Tự nhiên chạy xuống nhà có cái ông em đẹp trai quá mà đúng ý mình nữa, mà người ta cho mình một cái phần tỏ tình quá sức là lãng mạn đi, giải quyết làm sao đây? Nếu là em, nếu như trong phim thôi nha, thì chắc chắn em sẽ chọn cái anh mới tỏ tình. Sao vậy em? Ây, anh lãng mạn với đẹp trai quá mà. Thế còn cái ông quý ngồi trên lầu sao? Thôi giờ đen đi trang quý luôn. Đó. Thì còn cái ông quý ngồi trên lầu sao? Thì cái đó chắc để mai tính. Tại vì anh mới tỏ tình em đẹp trai quá, không cưỡng lại được. Chúc mừng em là dám nói sự thật mà không trùng khớp. Ra đây xử sao? Trời ơi, thật sự ra Quý nói là em sẽ không có theo cái ông đó, mà sẽ nói thẳng là tôi đã có bạn trai rồi, trở lại với Quý ha. Chúc mừng em đã lầm. Rồi, bây giờ mình coi mọi chuyện như thế nào nha. Mời các bạn ra đây. Thưa quý vị, quả là những cái câu trả lời mà không ai nghĩ chứ. Rất là bất ngờ. Và cả hai đều không có đúng được cái câu cuối. Nên bây giờ mình sẽ coi vào cái phần họ đặt cược như thế nào. Đội của bạn Duy và bạn Châu đặt cược 25 điểm. Không đúng rồi, bị trừ đi là còn có 5 điểm thôi. Quý với Hồng Vân đặt cược 10 điểm. Cũng bị trừ luôn, nhưng mà còn đến 40 điểm lận. Chúc mừng hai bạn. Hy vọng các bạn sẽ có được những tình yêu đẹp. Và tặng cho các bạn những món quà của Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh, kèm theo món quà của thương hiệu Vina Esicook, nhà tài trợ của chúng ta. Hai bạn Duy và Châu ra về với giải thưởng 1.500.000 đồng. Riêng bạn Quý và Vân ra về với giải thưởng 3.000.000 đồng hiện kim, cùng với bộ dưỡng da cao cấp Angel Secret của thương hiệu Lovite Faki trị giá 12 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, hãy đăng ký trên trang web www.yphaidep.vn để trở thành những người chơi tiếp theo. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 21:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina Esicook. Xin chào, tạm biệt.